we sail a little bit high. Mấy gì ra mấy gì đây con số gì ra? Số gì đây cờ ra con mấy con mấy gì đây con người gì ra? Số đầu tiên con người gì ra? Cái nhà em vô cái cột mà em siêu. Em rước thở nhiều sữa sáng mà cho tốt đi con 11. Cặp đũa đôi con 11 cái gạch gạch vô số đầu tiên. Con 11. Con 11 mấy gì đây bốn gì đây bốn gì đây? Cái giếng nước trong để dành mà tưới hè. Thảo gì bây giờ bỏ mẹ mà theo trai. 42 bỏ lâu rồi, 42 bỏ lâu lắm. Đâu, anh mới biết đó hả? Bỏ đi từ 10 tuổi tới giờ đó. 42 mấy gì ra? Số gì ra, số gì ra? An Giang có lông xiên bằng ma. Ai đi Châu Đông nhớ ghé qua kia bà. Về tỉnh Tiên nhớ thương em Hà Tiên. Chiều trên đầm ruộng sâu áo dài xanh đêm chiều hè. Có đâu người nhắn ai đôi câu. Người em chờ mới Tân Châu. Có thương tình đợi chờ. Nếu có về hương đất miền Tây. Nhớ thăm em lại người em nơi núi Tam. Nằm 18 số gì đây, số gì đây, dân dân đôi phong. Nghe lòng bằng hoang dân dương. Chàng ơi đâu tưởng ta tha thiết yêu. Nói sao bây giờ cùng mình cách xa. Đừng nghe còn nhìn mình. Không sao còn thơ duyên. Không ai trầu cao dân. Trên sông đường bạc âm nay dành cả. Còn số 8 còn ba gì đây ba gì ra. Ba gì đây ba gì ra. Ta là bỏ đi hết ta làm lại từ đầu. Ta là bỏ đi hết ta chẳng nợ gì nhau. Cho quên đi đến đâu khỏi bất tâm ngày sau. Vì một tình như thế có đáng hay không? Chuyện thương tình như thế sao ta lại buồn phiền? Vì một người như thế sao nước mắt cứ tuôn rơi? Chắc là tại vì tôi không yêu như người ta. Bao nhiêu mau quên như vòng bóng tay. 32 mấy gì ra, mấy gì đây, mấy gì ra. Ủa giọng hát con hay mà. Mấy đứa biết sao không? Mấy đứa hát dở nó chung phe nhau đó. Đó. À đội da mày mày bé đình cài quá đi đúng không? Em có chuẩn bị cái bài hát mix sim cho dàn chữ số chưa? Nhép đi nè. Vô mà dẫu mà trời còn làm mưa lâu dài, giọt buồn giọt nắng đêm dài, cây. Bà nhắm bà hát cho tôi nhét được không? Ổn không? Cây cổ mẹ rui mái lá nghẹt cũng đừng. Đi quái thì có hát lại từ đầu nè. Dẫu mà trời còn làm mưa lâu dài giọt. Dẫu mà trời còn làm mưa lâu dài giọt buồn giọt tuổi đêm ngày. Cây con mẹ rối nghe.
Apple Echo lên nữa. Máy nó nghèo. Cái máy mình tới cái máy luôn có thiệt. Máy nó nghèo cũng đừng dồn xíu. Thế nào? Còn cao cái gì mà? Đó bắt cho cao. Giá được không? Không được. Cái thế nào nè? Thế nào? Cái tâm em mới rồi á. Thế nào? Tia nắng cũng lên trên giang câu. Mẹ chồng em thi á là phải cấn lên chị một tâm, chị hát lại, chị hát lại anh hát. Cha ơi, cha, cha. Đứa nào lấy cái cầu thang cho tao coi. Cha ơi, tao nghe. Đuổi gì mà cao, đuổi gì má như trên nóc nhà. Mày đứng sau lưng nó một hồi, mày mặc áo xanh thành áo vàng đó. Chị sẽ cố gắng sao? Cố gắng không mua con này được, không mua này. Sao? Ôi, sao nó nhẹ? Trời ơi, thấp quá hả? Ừ, như pho. Trời ơi, tao ra chúa về nhà cho bé. Sao mày đọc cái số cho tao luôn? Là nghiêm hát bị đâm luôn quý vị. Có đâm không? Ồ, đâm 55. 55 55 số gì đây, số gì đây, số gì đây, số gì đây. Mỗi cái đó nghe không hợp như vậy. Nhà quan thì có con đường mà bông mát, nhà thị hến có con đường mà dễ đi. Rồi sao nữa? Tai ơi tai đẹp làm chi, để cho quan nguyện sớm đi mà chiều về. Tai ơi tai đẹp làm chi, để cho quan nguyện đúng ngồi mà không chi. Ba chục nguyên, ba mươi nguyên, còn 30. Mấy gì đây, mấy gì ra con, ba chục con, 30 con, ba chục con trời gì ra, mấy gì đây. Chiều làng quê xa xưa trong tiếng ca, người làng quê yêu bóng lúa đi ta. Nhưng bà mẹ cha trong trẻ đùa sớm dưới, rung rung môi cười như thuở còn đôi. 10 con 20, con 20 con 20. Con 20 thì con 20 số gì đây, con mấy gì ra, ba gì đây, con ba gì đây, mà tâm dễ ngờ hơn. Và bây giờ 20 đã có chủ nhân may mắn nha. Xin mời cả nhà mình khoan bôi xé tờ vé, giữ lại vé cho dòng lợi này nha. Và kính thưa toàn thể tất cả quý vị, em xin được nhắc lại cả nhà mình mới đi tới sau đến muộn nè. Chúng ta muốn ngồi ghế chúng ta nhớ qua bên đây. Và mỗi người lựa chọn cho mình một chiếc ghế nha. Đó, chúng ta tự qua đây chúng ta lấy ghế. Bên đây chúng ta còn ghế nè chị. Chúng ta qua đây chúng ta nhận ghế nha. Và chúng ta cũng muốn một dòng lợi mới. Và một lát nữa đây chúng ta sẽ được đến với một loại đặc biệt, đó là một chiếc TV Asenjo ạ. 8 con banh vừa mới kêu qua, xin mời chủ nhân đã đọc giải bước lên sân khấu. Rồi khán giả nào đọc giải chúng ta mạnh dạn bước lên sân khấu nha. Rồi chúc mừng bé. Ta là bé con xanh kia là 503. Con số vừa điểm ra là con số mấy? 20. 20. Có 1. Số 3. Số máy mắt. Số 8. Số 8 có 2. 42. 42 có 3. 55. 55 em kêu có đủ. Và trong lời được hợp lệ, còn khán giả nào may mắn nữa không à? Trời đất ơi, hơi và không ai may mắn đọc giải. Dòng loại này chúng ta chỉ có một chủ nhân duy nhất đọc giải. Chúng ta sẽ được nhận trọn vẹn tài phẩm cặp trên tay là một con gấu lớn nha. Mình nhớ tới anh. Hỏi đi, để em tự che cho chị. Em có cái máy che. Anh nhé. Gì vậy? Và bây giờ hãy ta bắt đầu chuẩn bị mở thưởng nha. Em sẽ được nhắc lại khán giả ai đi sau đến muộn. Và bên đây em còn ghế nha. Ở bên cánh trái chúng ta tự động, chúng ta muốn ngồi ghế chúng ta tự động qua bên đây nhắc ghế giùm em nha. Và bên cánh trái em vẫn còn ghế. Và các nhà mình qua đây nhắc ghế và chúng ta lựa chọn cho mình một chỗ ngồi ổn định. Dạ. Ai còn vé, ai còn vé qua bên đây bán ở giữa nè. Giơ tay giùm em là cuối cùng luôn đi ơi. Nhà em đó có hai bà mẹ đây, một bà mẹ một bà mẹ âm năm năm năm, một bà mẹ xinh xinh, một bà mẹ đâm heo, và hai bà mẹ hát ghê tuyệt tình. Mấy gì mấy mẹ mẹ ơi, có con mẹ ơi, mẹ ơi, con còn nhỏ bé thơ ngây, con biết về đâu khi ngoài trời giông bão, con biết về đâu khi mình chưa lớn khôn mà. Mẹ ơi, mẹ ơi, con còn nhỏ bé thơ, nghe con biết về đâu khi ngoài trời
giống bão, không biết đi đâu khi mình dành xa nhau. Mẹ ơi, mùa gió mưa mẹ ơi. Con còn nhỏ bé thơ ngây, con biết về đâu, ngoài trời giông bão, con biết về đâu khi mình chưa lớn. Mẹ ơi, làng xóm đổi thay, nhà nhà rung tràn. Nay con về đây thì mẹ đã qua đời. Mẹ đã ra đi mấy tháng quá tâm trần. Mẹ ơi, con thương nhớ mấy lá ghèo xưa đó. Mẹ vẫn một mình lo cho các con ăn học thật là dễ thương. Ngày nào mẹ mẹ cha cha giờ đây còn đó mà vô quá cạch cha mô lại cha tăng lại sang nhị vai. Nhị vai Kim lại hôm nay cũng chưa 32 tuổi. Nam mô tam bái trăm tuổi. Dạ, Nguyễn Dương 29 tuổi. Bốn gì đa, 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 ngày nay đêm ngày mà tâm niệm phải lo thực hiện kế ta bắt hình con má. Phải lo thực hiện kế hoạch cho chu toàn, hạn chế sanh con giữ gìn mà sức khỏe, nuôi con cho khỏe dạy trẻ lo ngoan. Việc nước lo toan việc nhà mà cũng tốt. 51 51, mày gì ra mày gì đây con 51 51, con cờ gì đây buồn gì ra buồn gì đây buồn gì đây. Theo năm tháng qua ai mong người đi mấy lần đời hồi âm chưa thấy. Anh ơi nhớ rằng đây còn có em đêm ngày, anh thương nhớ nơi đây 47 đây 47 47 cái 47 số gì đây con ngày gì đây mai gì đây. Giờ cha ở nơi đâu hỡi người dường nuôi con, từng cha thần bao dung như trời, rộng như biển khơi. Lúc con còn ấu thơ dài khờ, nào biết đâu cha buồn. Lúc con đã lớn khôn nên người, nào biết cha cô đơn. Đời không gặp con ba, nào thấu được tình cha tới 23. Ba mấy gì ra số gì ra số gì ra số gì ra đã không được thì thôi ta gặp nhau làm chi. Em ba tốt ta mình tối em hơi tình si, em như áng mây trên trời và hoài xa xôi. Cho dù tôi đã cố níu giữ lấy tình ai, còn số hai còn số hai còn số hai dù là tình đậm sơn keo núi cao em cũng trèo tông tông em cũng lần chiến gà đẹp em cũng qua. Còn 13 còn 13 còn 13 còn 13 còn 13 mấy gì ra mấy gì ra. À ơi con nước lớn chảy xuôi, con nước lớn chảy xuôi xưa còn nguyện treo nghe xưa nhịp chèo bơi ai lắm 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 l
công. Cái quạt đó là của tôi, chứ mà cái quạt của người ta nãy giờ là đi tú dưới đó rồi đó nha má. Cái quạt này là của bên Đài Loan, liền bài khoai là 150.000 đó má, ngồi yên có giùm tôi đi. Gió đây về đây quên mất cái bài hát là gì luôn á chị. Gió chưa đưa nữa mà gió đẩy rồi má. Mà nghe mọi người trai cái bài hát tiếp vậy? Không phải, tự nhiên gió đưa trong này có con nhỏ đã tạt cái gió đẩy của tôi. Chưa kịp vô cái gió đẩy con quỷ này. Về đây ăn công, về sông ăn cá, về đồng mà ăn khoai. 32 32 mấy gì đây, mấy gì đây, có ai đợi chưa quý vị ơi? Đợi hàng một, đợi hàng một, ai đợi hàng mấy nữa? Mấy gì đây, đợi hàng năm không chị? Em kêu hàng năm. Mấy gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây, đồ trăng tròn mến nhau dưới biển mà lên non ở vẫn tiên ơi, thương nhau thì mắm bay buồn câu cũng nên duyên ở duyên. Nguyện 50 con 50 con 50 con 50 con 50 con còn làm gì đây, năm gì ra tiếng trong mê lên tiếng trong đồng ngọc lũ, ai chê phụ nữ không đủ mà thi tài dở trang lịch sử, có bà mà trưng nữ, có bà mà trưng dương, cởi bữa cầm gương gũi ngay mà tô đỉnh trường thành mê linh. 59 59 59, bác cô chú anh chị đứng dưới khoan bờ số là bé ha. Và bây giờ 59 đã có chủ nhân may mắn nha. Và cái bây giờ một ngày gặp lại được, chúng ta sẽ được bắt đầu đến với vòng loại đặc biệt là chúng ta mua một vé tặng một vé nha. Và 20 người nào chúng ta nhận qua tặng phẩm là một chiếc TV Asenjo. Và khán giả nào đồng nhà chúng ta mạnh dạng với lịch sử à. Và ta là vé màu hồng kia là 488-59. Có 1, 39, có 2, 23, có 3, số 2, có đủ. Và trong loại này đã có chủ nhân may mắn nha. Còn khán giả nào nữa? Rồi, còn một bạn nữa nha đi em. Dạ. Biết sao đây nha, lên xui. Rồi bước lên đi em, không sao. Trung ơi, chưa thối tiền cho khán giả. Cái là 48 mà 9, con số vừa kia là con số 39. 39 có 1, 59 59 có 2, 23 có 3, số 2, có đủ. Ta biết chơi rồi nè đó. Và chủ nhân thứ 3 cái là 488, 59 có 1, 48 có 2, 23 có 3, 17 17 chưa có. Bạn ơi, cái này mình 17 mình chưa có. Ở dưới có 17 chứ khán giả. Vậy là mình đang đợi số 17 nha. Mình có một con số 17 nên mình mới may mắn nha. Mình ba số mình đang đợi á. Và trong đây này có hai chủ nhân may mắn nha. Trước mắt chúng ta nhận qua đó là gấu nhỏ. Và chúng ta sẽ được quay số. Ai lớn nhất chúng ta sẽ được nhận qua gấu to. Và trong đây mới nhất tiền vẫn là 10.000 đồng nha khán giả nha. Đó, ủng hộ thì chúng ta có những phần quà cầm trên tay. Rồi 20, em bỏ gấu nhảy xuống, em lấy gấu to nha. Và nhập lại mới với tiền vẫn là 10.000 đồng khán giả. Nhanh chân lẹ tay mọi người một vé đầu tư thì chúng ta sẽ có những cơ may ngay từ bây giờ. How far can we get if we sell?